Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin hôm nay 28 tháng 1. Mời các bạn hãy cùng chúng tôi điểm qua những thông tin nổi bật trong lĩnh vực y tế xã hội ngay sau đây. Đà Nẵng, nhậu say, nhóm thanh niên ném pháo nổ vào khu dân cư cho vui. Biên phòng Quảng Trị bắt bà trùm vận chuyển 2kg ma túy. Bình Thuận, xe máy chạy ngược chiều, đối đầu xe tải khiến một người tử vong. Nhà khoa học trẻ Việt Nam nghiên cứu sản xuất thành công thiết bị bay giao hàng. Lâm Đồng, phượng vàng rực rỡ, khoe sắc dịp Tết, thu hút du khách đổ về du xuân. Sau đây là những thông tin chi tiết. Đà Nẵng, nhậu say, nhóm thanh thiếu niên ném pháo nổ vào khu dân cư cho vui. Ngày 28 tháng 1, Công an quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng cho hay đã xác định được nhóm thanh thiếu niên ném pháo nổ vào khu dân cư để quay clip tung lên mạng xã hội, tiến hành lập biên bản xử lý nghiêm. Trước đó, rạng sáng ngày 27 tháng 1, tổ tuần tra Công an phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn nhận được thông tin có một vụ đốt pháo nổ trên địa bàn phường. Tiến hành truy xét, lực lượng tuần tra phát hiện 4 thanh thiếu niên từ 17 đến 18 tuổi cùng trú tại địa phương có biểu hiện nghi vấn nên truy đuổi. Các thanh thiếu niên bỏ chạy nhưng nhanh chóng đã bị bắt. Cả nhóm khai nhận vào khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, sau chầu nhậu xuyên đêm, cả nhóm đã rủ nhau dùng pháo nổ ném vào khu dân cư. Mục đích cả nhóm nhằm gây rối, phá giấc ngủ của người dân trong khu vực. Công an phường thu giữ 12 viên pháo nổ còn lại. Số pháo này được đặt mua trên mạng xã hội. Hiện Công an phường Hòa Hải lập biên bản đề nghị địa phương xử phạt nhóm thanh thiếu niên này. Biên phòng Quảng Trị bắt bà trùm vận chuyển 2kg ma túy. Sáng nay, ngày 28 tháng 1, Thượng tá Lê Phước Chiến, trưởng phòng phòng chống ma túy và tội phạm biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo phát hiện và bắt giữ đối tượng vận chuyển ma túy. Trước đó, vào lúc 6 giờ 30 ngày 26 tháng 1, tại km 80 trên tuyến quốc lộ 9, đoạn qua thôn Bích La Trung, xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị, Phòng phòng chống ma túy và tội phạm biên phòng tỉnh Quảng Trị chủ trì phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo bắt quả tang đối tượng Vi Lê Phong La Thông Sa Văn, 38 tuổi, quê ở bản Phong Sa Vong, huyện Chang Tha Bu Ly, thủ đô Viên Chăn, Lào, thường trú tại thị trấn Phú Lộc, Thừa Thiên Huế, có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 2kg tinh thể màu trắng, nghi là ma túy tổng hợp, ketamin và nhiều tang vật khác. Được biết, đối tượng Vi Lai Phong La Thông Sa Văn là một bà trùm trong đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy, hoạt động rất tinh vi và đã tổ chức nhiều vụ mua bán ma túy lớn. Hiện, Phòng phòng chống ma túy và tội phạm đang phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý vụ việc theo quy định. Bình Thuận, xe máy chạy ngược chiều, đối đầu xe tải khiến một người tử vong. Vụ tai nạn xảy ra vào tối hôm qua 27 tháng 1 trên quốc lộ 28, đoạn qua xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Theo dữ liệu camera, anh NMV, 41 tuổi, là người dân địa phương đang điều khiển xe máy lưu thông trên đường thì lao qua làn đường ngược lại, chạy ngược chiều. Cùng lúc, xe tải do anh BMT, 40 tuổi, điều khiển cũng vừa chạy đến và xe máy tông trực diện vào đầu xe tải. Cú tông mạnh làm người trên xe máy lộn nhào, văng xuống đường. Tại hiện trường, xe máy găm chặt vào đầu xe tải. Nạn nhân được xe cứu thương đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng đến nơi thì đã tử vong. Nhiều người đi đường đi ngang qua hiện trường đều khiếp vía trước cú tông quá mạnh, mảnh vỡ văng tung tóe. Công an đã khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn, đồng thời trưng cầu giám định tử thi để điều tra làm rõ. Nhà khoa học trẻ Việt Nam nghiên cứu sản xuất thành công thiết bị bay giao hàng. Năm 2021 được coi là năm bùng nổ của các công nghệ tiên phong như metaverse, robotics và trí tuệ nhân tạo. Các nghiên cứu về những công nghệ mới này không chỉ là lý thuyết mà đã được ứng dụng thành các sản phẩm phòng chống dịch COVID-19 và hữu ích cho đời sống. Các nhà khoa học Việt Nam cũng đang đẩy nhanh việc phát triển các công nghệ đón đầu để bắt kịp xu hướng công nghệ này, mà thiết bị bay giao hàng là một ví dụ. Hạ cánh ngay trên nóc tòa nhà, vận tốc bay hơn 100 km/h, giao hàng nặng 4kg. Đây là thiết bị bay giao hàng vừa được các nhà khoa học Việt Nam nghiên cứu và sản xuất thành công. Ý tưởng về thiết bị bay giao hàng ra đời trong những ngày đại dịch COVID-19, khi trường học Penica trở thành điểm cách ly, nhu cầu giao thuốc men, thực phẩm trở nên cấp bách, không chỉ phục vụ trong đại dịch hay các khu cách ly, các kỹ sư trẻ này hướng đến việc phát triển thiết bị bay trở nên phổ biến vào mọi lĩnh vực trong đời sống, từ giao hàng thông thường đến theo dõi phòng chống hỏa hoạn, cháy rừng hay vận chuyển hàng hóa đến vùng sâu, vùng xa. Thiết bị được lập trình có thể tự quay về nhà khi giao hàng. Kết hợp công nghệ 5G và trí tuệ nhân tạo, thiết bị này sẽ thay đổi cách giao hàng truyền thống. Người dân có thể lên nóc các tòa nhà để nhận hàng.
thiết bị bay giao hàng này không phụ thuộc vào đường xá có tắc hay không, ban ngày hay ban đêm. Vì thế, có thể giao hàng nhanh và chi phí giảm chỉ còn một nửa. Nhận thấy tiềm năng này, các nước trên thế giới, các hãng công nghệ đẩy mạnh đầu tư vào công nghệ này. Dự báo thị trường robot giao hàng sẽ tăng rất nhanh, không những một vài chục lần mà có thể tăng nhanh hơn thế. Tuy nhiên, phương pháp giao hàng này hiện vẫn chỉ dừng lại ở mức độ thử nghiệm là chính. Lâm Đồng, phượng vàng rực rỡ khoe sắc dịp Tết, thu hút du khách đổ về du xuân. Trên mạng xã hội gần đây đang lan truyền hình ảnh cây phượng vàng đang đồng loạt nở rộ những ngày cuối năm. Vẻ đẹp đó đã khiến không ít người phải ngỡ ngàng khi bắt gặp một sắc hoa vàng nở rộ bừng sáng dọc tuyến đường vào xã Đam Ri, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Chính vì thế, nhiều người dân và du khách đã đổ về đây chiêm ngưỡng và chụp hình trên hành trình lên thành phố ngàn hoa. Hoa đang nở rộ nhiều và đẹp nhất tại trước cổng tu viện Bát Nhã, nằm cách trung tâm thành phố Bảo Lộc khoảng 15 km, nằm trên cung đường đến thác Đam Ri. Cứ mỗi năm, khi những bông hoa vàng rực bùng nở là lúc báo hiệu mùa xuân về. Ấn tượng nhất là khi hoa rơi, tạo nên tấm thảm vàng rực trên nền cỏ xanh, tạo nên khung cảnh ấn tượng, ít nơi có được. Gần như hoa rụng ở đây thành một cái thảm vàng, mình thấy nó rất là đẹp. Nó gần như là những màu xanh của cũng như lúm trà dưới nó làm nền cho màu hoa này á, tạo nên giống như là ở đây giống như là tiên cảnh vậy á. Rất là đẹp. Hoa phượng vàng là một cái sắc màu sắc rất là đặc biệt đấy, so với các cái màu sắc của phượng khác, ví dụ như là phượng hồng hoặc là phượng đỏ. Thế và cái màu vàng lại nở rực rỡ vào cái dịp Tết đến xuân về như thế này thì chị nghĩ là nó đem lại cho mọi người cái cảm giác hân hoan, cảm giác may mắn. Được biết, cây phượng vàng còn có tên gọi khác là cây Phật Y, họ đậu, một giống hoa quý hiếm ở Lâm Đồng. Cây thuộc dạng lá thưa, đa tăng trưởng hàng năm ở đầu ngọn khoảng 20-40cm. Nhìn từ trên cao, phượng vàng nổi bật trên nền xanh của cây chè ở vùng phố núi Bảo Lộc. Từ thân cây đến màu hoa như một bức tranh vẽ bằng tay, không giống như phượng vĩ đỏ hay tím. Phượng vĩ hoa vàng nổi bật hơn hẳn, hoa nở đồng loạt, vẽ lên nền trời một màu vàng rực. Đường vào tu viện Bát Nhã như trải thảm vàng trên hàng chục bậc thang được lát bằng đá. Bức tranh tuyệt đẹp, đầy ấn tượng, làm nên nét đặc trưng của vùng cao nguyên Lâm Đồng. Dự kiến hoa sẽ tiếp tục nở rộ đến hết tuần và qua Tết Nguyên Đán, tạo thêm địa điểm du xuân đầu năm mới cho người dân và du khách trên hành trình đến với thành phố ngàn hoa. Đến đây, mọi người khi ra về, xin đem đi những bức ảnh và tâm hạnh phúc bình an là được. Đừng bức, bẻ, hái, để hoa phượng vẫn giữ được phong cảnh thơ mộng và tôn nghiêm trước cổng chùa. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin y tế xã hội mới nhất trong bản tin tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.